mơ của mẹ, phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư, xem đồng thời trên Vion. Chết lặng như vậy, một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối, con tim em vỡ tan mất rồi. Tưởng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Rồi dại cờ thua ấy khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây. Thương gầy xem như em chẳng may, nỗi buồn em giấu giấu lấp màn mưa, gượng cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá sự thật, em không muốn nghe. Ai vậy ta? Không có một dữ liệu nữa luôn. Dạ men. Ngày hôm qua em thấy là ai đây, sao anh lại chết lặng? Giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối, con tim em vỡ tan mất rồi. Tưởng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, thời thua ấy khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây. Thương gầy dường như em chẳng hay, nỗi buồn em giấu giấu lấp màn mưa, buồn cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhau thank you.
mơ gì. Tuổi 12, tuổi 13, em ước mơ em là, em được là tiên nữ. Ban phép tiên cho hoa, biết nói cả tiếng người. Ban phép tiên cho người, chắp cánh bay giữa trời. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ tiên. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ tiên. Em ước mơ mơ gì, tuổi 13, tuổi 14. Em ước mơ mang hòn, em mang hòn thi sĩ. Theo gió mưa em đi, hát say mộng cho người. Trên cánh thơ tuyệt vời, hát yên vui cõi đời. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ hoa. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ hoa. Hay quá. Sảng khoái hoàn toàn từ thiên nhiên. Sao không nói cùng con trai.
về muộn phiền không nói được ra. Con đứng vẽ cho một quãng xuân xanh. Cha chịu đựng con không được biết. Thời gian trôi quá nhanh, chẳng muốn ai sống hơn khi đã quên với thăng trầm. Còn biết cha có vết thương trong tim. Vì sao cha ơi, chẳng để con nghe từ cha tiếp nối từ lâu chôn giấu. Phải quên đam mê đời mình để con no ấm cho chật vật mưu sinh. Vượt qua sóng gió, lời cha dẫn bước mở rộng tiếp con. Bao dung như cha trong đêm đau thương vẫn yêu cuộc đời. Chỉ nhiều tiếc nuối khi ngước lên cao. Sao cha không mất cùng tôi? Vật mưu sinh vượt qua sóng gió, lời cha dẫn bước mở rộng tiếng con. Bao dung nhà cha trong đêm đau thương vẫn yêu cuộc đời. Chịu nhiều tiếc nuối khi ngước lên có đôi em vẫn nhớ là lần
rất lâu tím sông đầu. Bên cạnh anh vòng tay siết chặt, trao nụ hôn ngọt ngào say đắm. Thế giới như dừng lại quanh mình. Khi yêu đau lường trước được trái ngang. Hiểu tại sao mình có thể đoán sai được rồi. Chắc chắn là phải đoán sai. Nè, không đoán đúng được. Năn nỉ nè, giờ cho thêm cái này nè. Hát lại cái này mà bằng giọng Lương Bích Hữu coi. Giọng thiệt. Trời ơi, thiệt tôi điên lên, tôi không thể tin được. Trời ơi trời, tôi tức quá à. Ngọt ngào đêm mấy cũng tan thành mây. Ngọt ngào đêm mấy cũng tan thành mây. Dại khờ thoái khi đan bàn tay. Yêu thương cho hết chia giữa lại đây thân gầy xem như em chẳng may. Trời ơi! Nỗi buồn em dẫu sâu lấp mắt mưa gượng cười khi biết em là người giữa hai người còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá xưa thơ. Bó tay. Em quá nể biên tập của chương trình The Masked Singer Việt Nam. Thuyết phục được chị Hữu của em mà hát hai giọng như thế này. Mà trong cái bộ đồ như thế này. Chị ơi, em rất muốn nghe chị chia sẻ tại sao chị đã chọn The Masked Singer Việt Nam.
ra sân khấu để mình quay trở lại. Thứ nhất là Thủ biết được là chương trình này sẽ có một cái sự mới mẻ hơn về cách nhìn của Thủ. Thứ hai nữa là Thủ cũng rất là háo hức khi mà biết được có một cái chương trình thực sự rất là hay như vậy để mình có thể tham gia được. Đặc biệt nữa là có ban cố vấn rất là dễ thương ở đây. Hầu như là Thủ cũng quen cả. Dạ. Cảm ơn. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.